Chính sách thị thực thông thoáng đã tháo gỡ những điểm nghẽn về xuất nhập cảnh đối với khách quốc tế, tạo điều kiện cho du khách quốc tế đến Việt Nam dễ dàng hơn. Bộ Giao thông Vận tải thúc đẩy khai thác mở rộng các đường bay quốc tế đến Việt Nam, nâng cao năng lực điều hành tại các cảng hàng không của Việt Nam. Chính phủ cũng ban hành Nghị quyết 82 về nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững, tạo cú hích để du lịch có những chuyển biến tích cực. Thưa quý vị, những tín hiệu tích cực đã góp phần tháo gỡ một trong những nút thắt, góp phần khơi thông dòng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong 10 tháng đầu năm thì Việt Nam ước đón 10 triệu lượt khách quốc tế. Tuy nhiên con số này vẫn còn rất khiêm tốn so với trước đây. Để có thể tận dụng lợi thế từ những quyết sách này thì cần phải quan tâm tới công tác xúc tiến, quảng bá ở những thị trường du lịch trọng điểm. Bởi lẽ hoạt động này quyết định rất lớn đến việc tạo sự chú ý của khách hàng, định vị thương hiệu, phát triển thị trường, nâng cao giá trị của sản phẩm. Tháng 12 năm 2022, Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Đà Nẵng, hơn 150 doanh nghiệp lữ hành quốc tế từ thị trường Tây Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á đã tham dự hội chợ. Đã có khoảng 2.500 cuộc hẹn giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các đoàn đi khảo sát các điểm du lịch tại một số trung tâm du lịch của Việt Nam đã được tổ chức nhằm xây dựng chương trình hợp tác, trao đổi các dòng khách hai chiều. Tôi có kế hoạch khi đến VITM Đà Nẵng để tìm hiểu và giới thiệu cho các văn phòng, công ty du lịch ở các nước thuộc công ty chúng tôi để thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng và các tỉnh thành khác của Việt Nam. Đây là một sự kiện lớn nhất về buyer ở Việt Nam. Và chính cái lực lượng này là lực lượng mang khách đến với chúng ta, cả nội địa lẫn quốc tế. Cho nên tính chất của hội chợ là tính chất là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm việc với nhau và có thể tăng cường cái thu hút khách được. Tháng 4 năm nay, Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM năm 2023 tại Hà Nội. Trên 3.000 doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế tìm kiếm đối tác và cơ hội xúc tiến thị trường tại hội chợ và gần 20 sự kiện bên lề. Dấu ấn thu hút của hội chợ là chủ đề về du lịch văn hóa ở hầu khắp các gian hàng. Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa. Vì đất nước các bạn hội tụ những giá trị di sản độc đáo riêng có, hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên. Mỗi người dân cần là một đại sứ truyền đi tình yêu văn hóa, di sản với du khách quốc tế. Tháng 12 tới đây, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM Cần Thơ năm 2023 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ mùng 1 tới mùng 3. Hội chợ lần này diễn ra nhiều hoạt động du lịch sôi nổi, hấp dẫn với doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước. Trong đó có tới 60 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ các thị trường Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia. Nhiều hoạt động xúc tiến sẽ diễn ra tại hội chợ thông qua các hoạt động gặp gỡ giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và hoạt động của các cơ quan xúc tiến du lịch Việt Nam và quốc tế. Rõ ràng xúc tiến quảng bá vừa là một nhiệm vụ trọng tâm, vừa là một giải pháp góp phần thúc đẩy du lịch phát triển. Cần nhiều hơn nữa những hoạt động tổ chức quy mô, bền vững và có chiều sâu như là Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM. Bởi thực tế từ đầu năm đến nay thì Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Trung Quốc liên tục tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến du lịch tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam lại gần như là chưa có hoạt động xúc tiến du lịch ở nước ngoài, trừ các lễ hội văn hóa hay là các chương trình nghệ thuật theo các đoàn ngoại giao tầm nguyên thủ. Hạn chế trong xúc tiến ở thị trường quốc tế đang là một trong những rào cản hạn chế lượng khách du lịch đến Việt Nam. Liên tiếp trong năm 2018 và 2019, Việt Nam tổ chức nhiều sự kiện xúc tiến du lịch sôi nổi tới Bắc Mỹ. Năm 2019, 300 doanh nghiệp du lịch tham gia hoạt động giới thiệu du lịch Việt Nam tại hai thành phố lớn của Liên bang Nga. Riêng tháng 4 năm 2018, đã có tới 4 sự kiện xúc tiến du lịch Việt Nam được tổ chức tại Hàn Quốc và Trung Quốc. Còn năm nay đến tận giữa tháng 10 mới có một chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Trong nước cũng chỉ có vài sự kiện như ITE Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM Hà Nội và Đà Nẵng. Ta cần có cái khoản đầu tư nghiêm túc trong cái việc mà quảng bá hình ảnh. Cái điểm thứ hai mà tôi chia sẻ đó là chúng ta chưa biết cách để làm cái truyền thông thông qua các cái hội chợ quốc tế. Hiện nay tất cả các tỉnh thành đều có trang web du lịch nhưng chủ yếu đăng tải tin tức và các hoạt động của ngành du lịch địa phương, thiếu nội dung chỉ dẫn điểm đến, giới thiệu sản phẩm, tour dành cho du khách. Hình thức trình bày cũng kém hấp dẫn, ngôn ngữ chủ yếu là tiếng Việt và tiếng Anh. Nếu không thể tiếp cận ngôn ngữ, du khách phần lớn lấy thông tin lựa chọn sản phẩm và trải nghiệm theo tư vấn dịch vụ của các công ty du lịch. Tôi không tìm được tiếng Tây Ban Nha trong các tờ quảng cáo hay trang web nào để tham khảo những điểm đến thú vị, những món ăn ngon nên thưởng thức.
Một vài địa phương năng động hơn, nắm bắt chuyển đổi số, xây dựng các ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động, nhưng vẫn nghèo nàn về ngôn ngữ. Ngay như phần mềm của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng chỉ có hai loại ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh, thiếu tiếng Hàn Quốc hay Trung Quốc, vốn là những thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam. Sở dĩ hiện nay còn nhiều hạn chế trong công tác quảng bá, xúc tiến du lịch là do chi phí của Việt Nam cho hoạt động này còn hạn hẹp. Với khoảng 2 triệu đô la Mỹ, số tiền này thấp hơn nhiều lần các nước trong khu vực. Du lịch Việt Nam ít có cơ hội tham gia các sự kiện lớn, các hội chợ quốc tế quy mô toàn cầu với những gian hàng gây ấn tượng. Việc mở văn phòng đại diện du lịch ở nước ngoài vì thế càng khó khăn hơn. Hiện chúng ta mới có 3 văn phòng đại diện du lịch ở nước ngoài, đó là văn phòng tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh. Song do vướng dịch COVID-19 cho nên hoạt động của hầu hết các văn phòng đều bị hạn chế, có văn phòng đã đóng cửa. Quan tâm tới công tác xúc tiến quảng bá ở những thị trường du lịch trọng điểm cũng là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại nghị quyết số 124 NQCP, phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023. Chính phủ đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan địa phương đẩy mạnh truyền thông tại các thị trường khách du lịch quốc tế về chính sách thị thực mới của Việt Nam, chú trọng các hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường quốc tế trọng điểm có lượng khách lớn, đẩy mạnh xúc tiến du lịch bài bản, hiệu quả hơn. Công tác xúc tiến, quảng bá vẫn là điểm nghẽn của du lịch Việt Nam, không chỉ vì thiếu nguồn lực mà còn vì thiếu tính chuyên nghiệp. Lâu nay các địa phương vẫn đang triển khai các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch riêng lẻ trên các kênh truyền thông quốc tế, dẫn đến sự không thống nhất, tính hiệu quả chưa cao. Theo các chuyên gia thì cần thiết sớm có một chiến lược marketing du lịch Việt Nam ở tầm quốc gia. Trong đó không thể bỏ qua chiến lược quảng bá truyền thông trên nền tảng số. Thời gian vừa qua thì một số hoạt động quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội đã phát huy hiệu quả bước đầu. Mạng xã hội đang thực sự trở thành cánh cửa quảng bá du lịch thời 4.0. Cảnh sắc Ninh Bình dưới góc nhìn review của các TikToker thật tươi đẹp và sống động. Hàng ngàn nội dung video ngắn quảng bá cho cảnh đẹp Việt Nam đã được các bạn trẻ xây dựng và quảng bá trong chiến dịch Hello Việt Nam. Trước đó, chiến dịch Việt Nam đi để yêu trên nền tảng số YouTube góp mặt nhiều nhà sáng tạo nội dung. Mỗi nhà sáng tạo sẽ đóng vai trò như một thuyết minh viên du lịch trực tuyến, quảng bá về văn hóa, ẩm thực, con người và thiên nhiên Việt Nam. Cùng với đó, sự phát triển đồng bộ của các kênh truyền thông từ website, các ứng dụng thông minh, hoạt động truyền thông trên nền tảng số đang ngày được đẩy mạnh với nhiều ưu điểm về tính phổ biến và khả năng kết nối cao, sức lan tỏa lớn. Để nâng cao chất lượng quảng bá, xúc tiến du lịch, đòi hỏi phải có sự liên kết, hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với các địa phương và doanh nghiệp du lịch. Vì thế, để đáp ứng những yêu cầu xúc tiến, quảng bá du lịch trong giai đoạn mới, cần sự chung tay, góp sức của các địa phương, nhất là các doanh nghiệp trong xây dựng và triển khai những chương trình chuyên nghiệp, bài bản hơn, đem lại hiệu quả cao hơn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong số tuần sau.